Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Trong ngày bế mạc tuần tĩnh tâm năm 2020, ngày 21 tháng 11 năm 2020, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã công bố danh sách 29 cha xứ và 20 cha phó được thuyên chuyển hoặc bổ nhiệm mới. Trong danh sách 49 linh mục này, có 9 linh mục đang là chính xứ được thuyên chuyển, 20 linh mục mới được bổ nhiệm chính xứ, 20 linh mục phó xứ được thuyên chuyển. Đồng thời còn có 3 linh mục được nghỉ dưỡng. Các quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 7 tháng 12 năm 2020. Sau đây là danh sách thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục tại Tổng giáo phận Hà Nội tháng 12 năm 2020. Quý cha nghỉ dưỡng. 1. Linh mục Phaoso Nguyễn Ngọc Châu, hiện là chính xứ Măng Sơn, được nghỉ dưỡng tại giáo họ Duệ Cát thuộc giáo xứ Bút Đông. 2. Linh mục Giuse Nguyễn An Khang, hiện là chính xứ Bích Trì, được nghỉ dưỡng tại giáo họ Chi Long thuộc giáo xứ Đồng Phú. 3. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nghị, hiện là chính xứ Vĩnh Đà, được nghỉ dưỡng tại nhà hưu dưỡng Thượng Thụy. Quý cha xứ. 1. Linh mục Anton Trịnh Duy Công, hiện là chính xứ Lường Xá, được thuyên chuyển làm chính xứ Đồng Đội. 2. Linh mục Gioan Lê Trọng Cung, hiện là chính xứ Hà Hồi, được thuyên chuyển làm chính xứ An Lộc, kiêm nhiệm Vạn Điểm. 3. Linh mục Giuse Bùi Văn Giáp, hiện là giám quản Bói Kênh, được bổ nhiệm làm chính xứ Lường Xá. 4. Linh mục Gioan Bautista Phan Văn Hà, hiện là chính xứ Phùng Khoang, được thuyên chuyển làm chính xứ Vì Nhuế, kiêm nhiệm Thôi Ngôi và Tướng Loát, mới được tách ra từ giáo xứ Thôi Ngôi. 5. Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Hinh, hiện là chính xứ Thịnh Liệt, Kẻ Xét, được thuyên chuyển làm chính xứ Yên Duyên, mới được tách ra từ giáo xứ Nam Dư, kiêm nhiệm giáo xứ Pháp Vân, mới được tách ra từ giáo xứ Thịnh Liệt. 6. Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàn, hiện là phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú, được bổ nhiệm làm chính xứ Suy Xá. 7. Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Quốc Huy, hiện là phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương, được bổ nhiệm làm chính xứ Phú Ốc. 8. Linh mục Giuse Trịnh Duy Hưng, hiện là phó xứ Khoan Vĩ, thường trực Nam Xá, được bổ nhiệm làm chính xứ Mộ Xá. 9. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu, hiện là chính xứ Đồng Đội, được thuyên chuyển làm chính xứ Mang Sơn. 10. Linh mục Francisco Xavier Trần Văn Liên, hiện là phó xứ Mường Cắt, thường trực Vụ Bản, được bổ nhiệm làm chính xứ Vụ Bản. 11. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh, hiện là phó xứ Bình Cách, thường trực Lỗ Xá, được bổ nhiệm làm chính xứ Từ Châu. 12. Linh mục Giuse Nguyễn Đức Long, hiện là chính xứ Lại Xá, được thuyên chuyển làm chính xứ Lành Trì. 13. Linh mục Giuse Trần Ngọc Long, hiện là phó xứ Bằng Sở, thường trực Sở Hạ, được bổ nhiệm làm chính xứ Chuyên Mỹ. 14. Linh mục Giuse Trần Hữu Nam, hiện là phó xứ Tường Loan, thường trực Phú Ốc, được bổ nhiệm làm chính xứ Lỗ Xá. 15. Linh mục Francisco Xavier Lê Thanh Nghị, hiện là chính xứ Lành Trì, được thuyên chuyển làm chính xứ Vĩnh Đà. 16. Linh mục Giuse Vũ Đức Quý, hiện là giám quản Gò Mu, được bổ nhiệm làm chính xứ Nam Xá. 17. Linh mục Giuse Đào Trọng Thành, hiện là giám quản Chuyên Mỹ, được bổ nhiệm làm chính xứ Giảng Võ, mới được thành lập. 18. Linh mục Anton Vũ Ngọc Tho, hiện là phó xứ Nghĩa Ải, thường trực Suy Xá, được bổ nhiệm làm chính xứ Bích Trì. 19. Linh mục Anton Ngô Văn Thông, hiện là giám quản Vì Nhuế, được bổ nhiệm làm chính xứ Hà Hồi. 20. Linh mục Giuse Trần Văn Thu, phó xứ Thụy Ứng, thường trực Lại Yên, được bổ nhiệm làm chính xứ Bói Kênh. 21. Linh mục Giuse Trần Viết Tiềm, hiện là giám quản Từ Châu, được bổ nhiệm làm chính xứ Phùng Khoang. 22. Linh mục Phêrô Trần Văn Trí, hiện là chính xứ A Lộc, được thuyên chuyển làm chính xứ Nam Dư. 23. Linh mục Luca Nguyễn Văn Trì, hiện là phó xứ Đại Ơn, thường trực Trúc Lý, được bổ nhiệm làm chính xứ Gò Cáo. 24. Linh mục Phêrô Lại Quang Trung, hiện là giám quản Thiện Mỹ, được bổ nhiệm làm chính xứ Lại Xá, kiêm nhiệm Lan Mát. 25. Linh mục Giuse Vũ Công Viện, hiện là chính xứ Nam Dư, được thuyên chuyển làm chính xứ Thịnh Liệt, Kẻ Xét. 26. Linh mục Giuse Đặng Anh Việt, hiện là phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang, được bổ nhiệm làm chính xứ Thiện Mỹ. 27. Linh mục Giuse Đinh Ngọc Cảnh, dòng Francisco, hiện phụ trách Trung Hiếu, được bổ nhiệm làm chính xứ Gò Mu. 28. Linh mục Giuse Trần Văn Long, dòng Francisco, quyền chính xứ Trung Hiếu. 29. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Lam, hiện là phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa, được bổ nhiệm làm chính xứ Sở Hạ. Quý cha phó thường trực. 1. Linh mục Giuse Nguyễn Minh Chí, hiện là phó xứ Bảo Long, được thuyên chuyển làm phó xứ Mường Cắt. 2.
Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Văn Chiến, hiện là Phó sứ Đạo Truyền, thường trực An Tập, được tuyên chuyển làm Phó sứ Hà Thao, thường trực Cải Nghệ. 3. Linh mục Gioan Trần Văn Triều, hiện là Phó sứ Hà Thao, thường trực Cải Nghệ, được tuyên chuyển làm Phó sứ Động Linh, thường trực Ngọc Thị. 4. Linh mục Phêrô Lê Anh Cường, hiện giúp sứ Bái Xuyên, thường trực họ Thành Lập, được tuyên chuyển làm Phó sứ Bút Đông, thường trực Dưỡng Thọ. 5. Linh mục Giuse Vương Văn Đệ, hiện là Phó sứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ, được tuyên chuyển làm Phó sứ Lưu Xá, thường trực Mỹ Hạ. 6. Linh mục Giuse Trần Khắc Hạnh, hiện là Phó sứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm, được tuyên chuyển làm Phó sứ Lành Trì, thường trực Yên Mỹ. 7. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Viết Hoan, hiện là Phó sứ Lành Trì, được tuyên chuyển làm Phó sứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ. 8. Linh mục Giuse Trần Đức Hội, hiện là Phó sứ La Phù, được tuyên chuyển làm Phó sứ Lại Xá, thường trực Lan Mát. 9. Linh mục Giuse Phạm Hoàng Huy, hiện là Phó sứ Bích Trì, được tuyên chuyển làm Phó sứ Thụy Ứng, thường trực Lại Yên. 10. Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Khánh, hiện là Phó sứ Hà Đông, thường trực Yên Lộ, được tuyên chuyển làm Phó sứ Sở Kiện, thường trực Trung tâm Hành Hương Sở Kiện. 11. Linh mục Giuse Đỗ Văn Kiên, hiện là Phó sứ Tân Hội, thường trực Gò Cáo, được tuyên chuyển làm Phó sứ Hạ Trang, thường trực Phú Lương. 12. Linh mục Phaolô Vũ Đức Long, hiện là Phó sứ Hàm Long, được tuyên chuyển làm Phó sứ Hàm Long, thường trực Trung Trí. 13. Linh mục Giuse Trần Mạnh Phong, hiện là Phó sứ Chính Tòa, được tuyên chuyển làm Phó sứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú. 14. Linh mục Mikae Nguyễn Ngọc Thanh, hiện là Phó sứ Sở Kiện, được tuyên chuyển làm Phó sứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương. 15. Linh mục Giuse Trần Tiến Thạo, hiện là Phó sứ Đồng Bào, được tuyên chuyển làm Phó sứ Đại Ơn, thường trực Trúc Lý. 16. Linh mục Phêrô Tạ Văn Thắng, hiện là Phó sứ Thạch Bích, được tuyên chuyển làm Phó sứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm. 17. Linh mục Giuse Trần Văn Thắng, hiện là Phó sứ Vì Nhuế, thường trực Thôn Ngôi, được tuyên chuyển làm Phó sứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang. 18. Linh mục Giuse Trần Xuân Thắng, hiện là Phó sứ Nam Định, được tuyên chuyển làm Phó sứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa. 19. Linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tâm, hiện là Phó sứ Lạng Xá, thường trực Lan Mát, được tuyên chuyển làm Phó sứ Cửa Bắc, thường trực An Thái. Và 20. Linh mục Giuse Trần Văn Tuấn, hiện là Phó sứ Bút Đông, được tuyên chuyển làm Phó sứ Đạo Truyền, thường trực An Tập. Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại.